mà chị còn sống đây mà làm con tài chi? Bố mày lớn tuổi như vậy là bây giờ phải chăm sóc cứ... con khổ thì thấy khó sống mà. Không muốn vậy mà vậy nhớ ngồi, có khi ngồi một mình nhớ không biết mình kiếp trước làm sai gì mà kiếp này hành hạ ba mẹ, còn giận trong mình nói muốn chết mà chết không có được, không muốn hành hạ ba mẹ như vậy. Gặp vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Tập trước thì em có chia sẻ về một người con gái mắc một cái chứng bệnh kỳ lạ đến nỗi mà người cha già phải làm sẵn một cái quan tài cho cô con gái của mình. Thì hôm nay em quay trở lại đây Chi Tôn An Giang này, cùng theo là có bạn Mr. BB Vlog cũng như Quỳnh Trung Vlog để đến thăm cũng như chia sẻ thêm, lan tỏa thêm. Tại vì cái kênh em thì nó kiểu như không có đủ sức của chúng chị, thì nhờ kênh bạn Mr. BB thì sẽ có một cái phương pháp cũng như có một cái gì đó để hỗ trợ một người thiếu nữ này mắc một cái căn bệnh mà ngay cả là gió thì không có đi ra ngoài được, trời nắng và gió thì không đi ngoài được, mỗi tối ngủ là phải sưởi ấm giống như một người phụ nữ vừa mới sanh đó cô chú anh chị. Và một điều rất là lạ lùng là mỗi đêm khi người phụ nữ này ngủ là phải ôm những chai nước nóng, phải quấn khăn lại để dùng cái cách này để sưởi ấm trước khi đi ngủ. Và nội dung bên trong câu chuyện như thế nào thì hôm nay Hồng Ca một lần nữa mời cô chú anh chị quay trở lại xem cái đoạn clip ngay sau đây ạ. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Một cầu đến này thì còn đi xuống này là nói coi như là cố còn nói bây giờ nhờ cộng đồng mạng này nó coi như là những nhà hậu tâm á, nước trong nước ngoài gì có gì giúp đỡ gia đình ổng. Hoàn cảnh như thế nào cô? Hoàn cảnh của ổng thì nói chung là ổng hồi đó thì đang có sức làm sợ thợ mộc nè, thì ai đưa gì lại ổng làm nấy. Giờ ổng cũng yếu lớn rồi, ổng có bệnh tim nữa. Rồi bà nhìn đó là bà đâu có mang được cái gì nhìn bà nữa đó. Rồi con của ổng cũng thì nó bệnh nó ngay mấy tháng này là coi như là nặng, đi không nổi nữa là ở đó đó. Những hút thuốc men gì trơn, chỉ có hút thuốc nam uống thôi. Cơm có ngày không có mà ăn nè, kiểu như là trời khổ lắm. Khổ gì khổ ghê, không có ăn rồi. Không có ăn kiểu như là nói chung là mình được cái gì, ổng vót vét mình được thì có gạo đồ thì ăn. Cái ăn đồ ăn nói thiệt con đó, trời ơi. Nhiều khi cái gì tầm bậy tầm bạ ăn cũng xong, có gì ăn đâu. Nhiều khi cô đặng mấy đứa nó nấu đồ ăn này nếu nó dư á, đưa lại cho. Rồi đi hoài gì. Như cái chị đó là hôm trước là bà con trong xóm tụ lại là tính là làm lễ tang cho chị. Là nói chung là nó hôn mê 2 ngày như là tưởng nó chết mà sau nó tỉnh lại, nó sống, nó là tỉnh lại đó. Hôn mê 2 ngày. Hai ngày. Ông đóng cái hòm sẵn đó kìa. Ghê vậy cô ạ? Có, đó. Cái hòm đang ở đó kìa. Yeah. Kiểu như là khi nào nó mất thì có những liềm đó thì người dân tộc người ta đi thiêu. Không có trốn như mình đâu. Mà nói chung là mấy người dân tộc là ta không có nó kiến cử như là người Việt mình đâu. Đóng để sẵn nó không sao. Với lại nó trối về cô, trối chết không. Nói thôi bây giờ số phận thì phải chịu đi. Chứ sao giờ cứ đêm niệm Phật rồi thì chứ biết làm sao giờ. Trời quá trời lại vì nó 2-3 ngày đi lại, 2-3 ngày đi lại. Mới hồi hôm qua đi lại kêu đi làm cái gì kiểu như chạy điện ở dưới này nè, không biết có đi hay không, không biết nè. Hồi sáng mới động chờ đi. Khổ gì mà khổ quá trời khổ, nhìn bà là biết rồi, coi kìa. Mà xưa giờ cô có thấy kiểu giống như ai mà bệnh giống chị này không cô? Không, cô không có ai có... thấy bệnh không giống đâu. Nó lành mà nó cứ nấu nước nó ốm trong mình không à, ốm sáng đêm đó. Tối ngày hết cái này ngồi để đổ ra cái mua nấu cái khác để lên. Ông ba mấy lần này là thức sáng đêm kêu về nó. Nấu sôi chị biết. Nấu nước sôi rồi mà đâu để trong cái chai về đó ốm. Món có nó lành vậy lắm, lành rung. Bệnh lão thôi. Bệnh là dữ lắm, không biết cái bệnh gì, không biết mà tiền bạc đâu có đi khám mà biết bệnh gì đâu. Mỗi ngày bây giờ ổng đâu có làm được cái gì nữa. Mỗi lần ta đưa đồ lại, lâu lâu ta đưa
giáo đồ gì lại mài cho vài chục ngàn gì đó. Nhưng mà chỗ chị này là trước đây là chưa có gia đình, chỉ là một thiếu nữ thôi con. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Mỗi năm tới giờ cũng có gia đình, năm nay 38 tuổi. Dạ. Nhưng mà tự nhiên là suy nhược cái suy nhược cái đồ phát lên. Dạ. Bệnh gì mà không biết bệnh gì. Dạ. Mọi lần thì nói chúng đang khỏe thì đi vòng vòng trong xóm chơi được. Dạ. Giờ coi như mấy tháng này là nằm đó, đó không có đi đâu được nổi nữa. Chút chút gì thôi. Thì bây giờ là cái áo quan trong kia là ba với mẹ chị cũng vẫn để đó để chuẩn bị luôn. Để chuẩn bị đó, đó khi nào luôn. coi như là tập thở là đưa nó, coi như liềm là đưa đi theo. Bây giờ ông làm sẵn đó đó. Yeah. Ông thì thờ mộc, ông biết đóng cái này cái kia ta đưa lại cho ông đóng gì đó. Thì ông làm kiếm dám mỏng này cái ông đóng sẵn vậy đó. Nếu như mà ngày hôm trước mà sau hai ngày đó mà chỉ mà không tỉnh dậy là chắc chắn là điều là phải cái liệm rồi. Rồi phải liệm mai thì coi như nói chung cùng chòm xóm rồi súng nhau là người nhiều ít thì cho rồi coi như này kia cái nồi gì để mà ấy đi làm sao chứ. Nên thế con nghĩ thì cái bệnh này là do mình không có ăn hay là mình sao? Nói chung là không biết khi nào đi khám khi nào thì cũng không biết. Mà về hỏi nó có đi khám lâu rồi, người ta kêu là bị thận này, cái bây giờ là coi như là kiểu gì ăn uống có bồi bổ gì đâu, mà tiền đâu mà ăn uống. Mỗi ngày thôi thấy ăn người dân tộc biết sẵn này, ăn dễ lắm, có cái gì cũng ăn được hết trơn, muối đâm phải ớt cũng ăn qua ngày gì đó, chứ đâu mà nói có tiền đâu mà ăn, có tiền mới ăn được chứ, không có tiền sao ăn. Nhưng mà chị trước kia là cũng có đi làm công ty á cô? Nói chung là hồi cách đây cũng lâu rồi có đi làm công ty. Yeah. Một thời gian rồi cái bắt đầu mới kiểu như là trong mình không được khỏe, kiểu như yếu mà ấy đó. Yeah. Để người ta cho nghỉ, không có đủ sức khỏe. Để về nghỉ lâu lắm rồi. Rồi hồi đó tới giờ thì cùng nhà cơm nước chút đình trong nhà gì đó. Không có mình cái gì đâu. Bây giờ bắt đầu phát bệnh ra nằm đó. Nghe mà chuẩn bị quan tài là mình ở người mình là thấy bởi gì mà nó nói cô bà chắc con chết rồi nè, thôi cái chết là cái phần con ơi, thôi kệ đừng có lo sợ cái gì hết trơn á, đêm đừng có lo cái gì, nó con nằm thấy tầm bậy tầm bạ quá trời, nó mày yếu đúng mình á, à mày nằm thấy gì giống có gì đồng viên nó nói thôi đừng có ấy. À, ông đóng cái đó thì nói chung cũng nói mà nó cũng biết, nó nói cha mẹ thì khổ, coi như là không có. Bây giờ coi ổng đóng sành này, nếu mà con có chết này thì coi như là lên đi theo thôi, rồi con biết. Thì là từ ngày mà chị sống vậy cho tính nay á, thì chị có thường kể cho trường sớm là nghe là lúc mà chị ngưng thở gì, chị có gặp nãy kia không con? Nó không biết. Không biết hồi nào, không biết là sao tỉnh dậy với khi hôn mê đó, không biết cái gì chừng á. Yeah. Mới hồi năm qua này mày hôn mê thì mày có nhớ gì không, có nhớ cái gì ở đâu, con có hay có biết gì đâu. Sao tỉnh lại gì chứ không biết nữa, con không biết nữa. Mít cái bệnh gì trời, bệnh ái em thấy ngồ, kiểu như là lành mà kiểu như là không khỏe ấy đâu, kiểu như phải ốm mà ốm cái chỗ nóng đêm bây giờ quạt cái nồi than đó để bên dưới bếp lò than để bên dưới giường cho nó nằm rồi cùng nấu nước ôm gì chứ thực đâu mà sáng đêm được, hai người thực hoài cùng đuối. Trong đèn điện thì đâu có tiền để trả kiểu cái bông đèn đâu, kiểu nè ấy thêm cái bông đèn đằng sau đi, nó trời hảo điện không có tiền để có con cả nhà để hình như có một cái bông điện gì đó. Ủa như là bệnh của chị này là phải ấp giống như là mình ấp trứng gì đó, đúng rồi đó, đúng gà con gì đó. Bữa đó nè cô không hay, cô đi lại cái thấy nó ốm nước trong mình, ủa mày ốm cái gì à con, trời ơi con lạnh lắm cô bà ơi, con phải ốm cái nước này con chịu mới nổi. Nên mày ôm lâu cho nên là từ bờ hòm nha, giờ cả tháng rồi đâu. Là coi như bà bên ngày bà nấu rồi cái này lành hết rồi đổ ra cái nấu cái khác con ôm. Nói ủa gì kiểu bà ấy cái thằng nó rồi đêm mày để dưới mày nằm chứ. Ổng với bà thức sáng đêm sao chịu nổi.
Thì bữa nay mình lấy cái lò đốt than, đốt củi để đốt than để than hay dễ cho nằm. Giống như những người mà người ta mới sanh xong rồi phải ấy giờ con ha. Không biết bệnh gì lạ, ngộ gì, không biết làm sao được cái chuyện biết. Dạ. Nhưng mà cái gương mặt của chị này thì cô thấy là nó có khác gì với lại trước đây không cô? Có. Nó khác nhiều không cô? Hồi đó trời nó còn ấy, nó ấy là mà giờ con mặt ấy nó thâm thâm đen đi mà nó ốm, ốm quá trời ốm. Mọi lần nó có đến đổi gì, ốm. Nó nói chung là cũng được bao lâu đâu. Trời, sao giờ cô lại nói vậy? Sao cô lại nói vậy? Tại vì con thấy hiện tại chỉ bình thường mà. Ừ, bình thường thì mà nhiều khi nó trời mấy bữa trước kìa, nó đi không nổi, nó con đi không nổi, ba con chị có đứng dậy là con đi tắm mà con muốn tắm mấy chút nào trời, mà nó lâu ngày quá tắm thì không được. Vô là bắt đầu là nó lành rúng rung 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 muốn té không. Cô cho con hỏi này nè, thường hồi xưa mà ông bà ngày xưa có những cái câu chuyện hồi xưa mà những người mất đi tự nhiên mà sống lại đó, thì người ta nói là cái người khác họ vào theo cô, rồi cô có nghĩ như vậy không? Không, cái này là không biết nữa, mà thấy nó ngay mà lại thì cũng thấy như bữa họ bình thường chứ. Yeah. Nhưng mà coi như giả dạ dễ về mặt mũi nó khác. Yeah. Nó khác đi. Cái bữa đó trong nó tôi nói, ủa bữa nay sao con mặt mày thâm đen mà thục chỗ dữ gì? Thì con cũng không biết nữa. Nó tỉnh lại hồi nào cũng không biết nữa. Hồi nó có không biết cái gì, con hôn mê hồi nào không biết. Lúc con nghe một cái chị hàng xóm ở đây, chị kêu là lúc đó là nghe cái xóm là xúm lại là thấy ông bà khóc quá trời rồi. Thì nói chung tối là cô tự ở tuốt ở đằng kia. Chắc buổi tối mấy người đây chắc có xúm lại quá. Rồi cách có nhiều khi 2-3 ngày, 3-4 ngày cô mới đi lại đây. Yeah. Chứ không phải là thường xuyên cô đi lại đây. Nhiều khi có cái gì mình đưa cho thì mình lại mình hồi thăm này kia thế đó. Chào ông. Ông bà là người đồng bào Khmer hả? Dạ. 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 Ông bà biết tiếng Việt nhiều không? Biết tiếng mấy không? Dạ. Sao mà con thấy ông khóc vậy? Con mình. Tóc mọi mắt cái. Con mình nhiều. Ui. Cứ gần không chăm em đi. Không biết. Con mình nhiều tôi nói không được. Con bệnh nhiều. Là muốn chia sẻ cái bệnh của con mình mà máu không được. À. Ông bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 42. Sinh năm 42 tháng mấy rồi chị? Sinh năm 42 đây là mẫu. Là chị là người mà bố mẹ đã chuẩn bị quan tài đó. Ông sẵn không đại gì? Chị kiểu mình có tiền làm cây mà những đúng thế nào? Quan tài cái này đó ông hả? Đây cái nhà. Cha mẹ lớn tuổi khi mà con lâm bệnh nặng thì ngày mà bên mới nói cái nhà là chỉ chết dắt đi 2 ngày và sau khi 2 ngày đó thì chị tính lại thì bố mẹ đã chuẩn bị một cái quan tài sẵn như thế này cả nhà. Không có tiền, không có tiền làm cho con thấy đi. Người làm cho tăng mắt thì có rồi. Mà chị còn sống đây mà làm con tài chi? Yếu mặt dơ hai dơ. Yếu mặt dơ hai dơ thức lên. Tự đi giống giống chị gái nói đi vô nó quẹt xỉu cỡ đi hai tiếng mới tỉnh. Đây cái nhà. Con mắt rồi. Hồi trước là chị có ốm như vậy không? Ốm. Chị bận lắm cô chị, cái này là gì? Hai chai nước của chị ôm ngủ đó hả? Đâu em công nè. Nó cũng còn ấm ấm nè. Là phải ôm cho hoa chai hai chai nước để cả ngày lẫn đêm đúng không hả? Ờ. Đây cái nhà này, chị ôm hai chai nước kìa. Chị ôm như này thì ôm cho em xem với. Như này lạnh đầu gì lạnh đầu. Cái này có cái gì nóng gì thì lạnh đầu.
nước này lạnh mới đổi. Dạ. Là liên tục thay liên tục vậy đó hả bác trai? Dạ. Ôi trời ơi. Ôi nóng như trời. Nóng gì chị sao nổi chị? Thật thì nóng cộng với trời luôn mà. Ôi phỏng luôn kìa nha. Mà không ôm là không được hả chị? Nó lạnh, không ôm không được. Sao kỳ lạnh ở nhà, biết căn bệnh này như thế nào ở nhà? Không biết, sợ nó lạnh thì cũng xương ra đi. Nó lạnh phải da này, ở sao là mình không ôm được. Tối tối thấy mưa lại là kêu ổng. Ổng mưa cũng kêu nữa. Đốt, đục rửa ở dưới giường. Đâu anh dẫn, chị dẫn em xem cái gì nào. Đó. À, đốt than dưới giường cũng như là mình chăm sóc bà bầu vậy hả? Thì chị dẫn em vô trong đó. Chúng ta đứt đó kia hết rồi. Vô đây nè chị. Nhà không có điện hả chị? Có mà, có một cái mà nó chá vô rồi. Để con cái. Để thôi, chứ không có để. Để ôi trời, ở nhà khó khăn cái nhà. Chỉ đốt một bóng đèn thôi, để buổi tối thôi chứ không có dám đốt điện luôn. Đáng cái chá vô trong này. Tôi thui vậy hả? Rồi đốt than vậy đó. Bố mày lớn tuổi như vậy là bây giờ phải... Chăm sóc cứ... con. Khổ thiệt. Thấy khó sống mà. Không muốn vậy mà... Không vậy. Nhớ ngồi... Có khi ngồi một mình nhớ không biết mình kiếp trước làm sai gì mà kiếp này hành hạ ba mẹ chứ. Ba mẹ cứ hàng đêm phải chăm sóc mình, nấu nước, nó khuya, nó hôn luôn mà chị hả? Bây giờ nghĩ tích cực tí đi chị, nghĩ tích cực tí mà mình lạc quan biết đâu nó may mắn đến với mình có sức khỏe lại. Rồi chăm sóc bố mẹ chứ mà chị buồn rầu nữa, bố mẹ còn cực hơn nữa. Người xóm cũng tội nghiệp, lại hỏi thăm. Nghĩ bệnh nhiều quá, còn giận trong mình, nói muốn chết mà chết không có được. Không muốn hành hạ ba mẹ như vậy. Vậy là hằng đêm phải ôm nước, là ban ngày cũng ôm nước luôn. Dạ. Không biết chừng nào nó hết cái này. Bác sĩ nói sao khi chị đi khám? Nói mình là suy nhược cơ thể, mình kiệt sức quá vậy đó. Suy nhược cơ thể, kiệt sức quá mà. Ừ, thận mình còn thiếu nước nữa. Hồi trước chị có đi làm không? Có. Bệnh. Đi làm thành phố được 5-6 năm, bệnh làm không được về. Phát bệnh bao lâu? Bệnh là lâu rồi, nó cứ vậy vậy hoài. Mà lúc đó mình còn đi làm được, đi ra ngoài được nữa. Bây giờ đuối quá. Hay là không ăn uống gì, nó suy nhược. Suy nhược gì mà ăn, chết lâm sàng ở nhà, chết lâm sàng mà gia đình tưởng mất rồi đấy. Thì xịu vậy đó, ổng sợ mất đi, ổng có gia đình, không có gì đó. Ổng biết đóng rồi, ổng đóng luôn. Chị năm nay nhiêu tuổi của chị tên gì chị? 38. Chị tên gì chị? Sóc Rung. Dạ. Hồi trước là gia đình của mình một mình chị hay sao? Ba đứa, mình... Anh chị đã cưới đi làm ăn hết rồi, còn mình ở em ở với ba mẹ. Lâu trước là chị đi làm với ba mẹ, chị có chồng con chưa? Không, không lấy, tại không biết nghĩ tới, phải mình ốm yếu, không có sức, bệnh hoài, không nghĩ tới. Trước chị lên thành phố chị làm nghề gì? Làm công ty mai. Mà có khi ngồi một mình nhớ này là còn ba mẹ, nếu mà không còn ba mẹ không biết sao nữa. Em thấy chị cũng đẹp mà sao chị cứ chồng đi? Bởi bệnh hoài rồi mình ốm yếu làm gì không được nữa, bởi không nghĩ tới. Bị mấy năm rồi? Lâu năm rồi mà
Bị hồi nhỏ giờ luôn hay sao? Hay là trẻ không? Hồi nhỏ cũng có bệnh, bệnh hoài hồi nhỏ. Ông đi bệnh viện hoài. Hồi nhỏ bệnh nhức đầu muốn ôi. Lúc mà đỡ nặng như ngày hôm nay là chị bệnh hồi mấy tuổi? Hồi nhỏ không biết mấy tuổi nữa. Không, hồi mà mới mà được hồi xưa mà ngưng đi làm là bao nhiêu tuổi? Cỡ hai mấy tuổi. Hai mấy tuổi là người làm, là bố mẹ cứ chăm sóc như thế này hoài luôn. Ngày nào cũng chăm sóc. Hai mấy đi làm được 5-6 năm, người về tới bây giờ luôn. Phải bệnh được 10 năm không? Không. Bệnh hả? Bệnh á, bệnh thì nó cũng vô 10 năm mà cái lúc đó là mình còn đi được, mình uống thuốc, uống gì á. Lúc mà mình không đi được nữa là như thế nào? Không, đây nè là 6 tháng. 6 tháng rồi hả? Mới được bị đó. Trong nhà. Mới bị thôi hả? Đây là bị nặng, đi không có được, đi ra ngoài không có được. Trời ơi. Trúng gió, trúng mưa không được, lạnh. Em nghe nói gì sợ nắng hả? Nắng thì không có sao mà sợ mưa với gió nó lạnh á. À, lạnh xuống xương á. Không biết bệnh gì mà khác. Ê, ngăn ngồi xíu hả chị ha? Dạ. Mà hiện tại là chị thấy lạnh đó hả? Chị bây giờ thì chị thấy người sao? Nó đỡ chút là nó lạnh, nó muốn lạnh là nó lạnh. À, nó lạnh như thế nào chị có thể miêu tả cho tôi? Nó lạnh trong xương da, không phải nó lạnh mình giật đâu, nó trong xương da. Ê, xem giống hịch chút kia đó, ra chút kia đó. À, lạ quá. Cái nhà biết cái bệnh này như thế nào thì cái nhà hãy comment bên dưới tìm cách có thể là giúp đỡ cho chị ở đây. BB cũng nhớ tiếng đồng bào như thế nào, tên gì như thế nào mà cái nhà có thể giúp cho. Nếu mà lạnh trong bụng là nó hết rồi, mình uống thuốc, uống gì, nấu nước nóng, chụm mờ là nó hết. Cái này nó lạnh trong xương ra đi hoài. Là bị nặng là mấy 6 tháng này. Không chăm sóc, không nấu nước, ổng ngủ không có được. Là nấu nghiêng đêm luôn hả? Đêm có khi cũng nấu nữa. Ui. Sáng nấu tối cũng nấu. Sáng nấu tối cũng nấu luôn. Dạ. Lạnh đôi cho. Ta sư con chết khóc lắm. 74 tuổi. Vâng, 74 tuổi. Trời ơi, nhìn hai ông bà yêu ớt lắm rồi á. Yêu ăn cơm, bà ăn chen chọc nhỏ nho. Bà cũng bệnh nữa, lâu mà ráng đi. Vậy con nghe hàng xóm chia sẻ là ông bà ở nhà ăn muối gạo thôi là chứ không có ăn gì hả? Có tiền ăn hả? Không. Chứ con cái không gửi tiền về, hai anh chị lớn không gửi tiền về hả ông bà? Có, lâu cũng gọi. Ngày nào đi cho ít, cho chút chút. À, cho chút chút về bà đồng. Cho được chút chút. Con chào, mua ông cà tiếp. Nhà nước gạo cho, tiếp. Nước cho gạo. Tiếp gạo, thằng nào cũng biết gạo cho tôi nấu ăn một mâm gạo. Nhà nước ít khóm, nhà chờ. Như người nhà mình mà chưa mất thì mình để quan tài để có sao không? Không, yêu không, tôi không có dân tộc, không có kỹ. Không có kỹ hả? Ông không có sợ. Dạ, con nói con chết yêu một giờ, hai giờ, mặt thức lên, chút mặt. Sao tháng. Dạ, sao tháng bây giờ? Đến trước để đi được, làm tiếp được. Nấu nước ngà luôn đi bên kia coi tiếp hết, coi tiếp là không bớt mà yêu. Dạ. Xỉu đi vô nước biển nó xỉu, tưởng đâu chết rồi đó, nó đi không được, nhìn không có thấy gì hết, xỉu cả 1 tiếng 2 tiếng gì đó rồi mới tỉnh. Rồi ổng sợ tưởng con chết rồi thì ổng tâm. Bây giờ như thế này, hiện tại em đang chia sẻ lên cũng sẽ có rất nhiều của chú anh chị xem video này. Thì cái căn bệnh của chị như thế nào chị có thể miêu tả rõ ràng lại cho chú anh chị được biết. Là khi mà chị đi khám, bác sĩ chị nói là đơn thuần là chỉ là thần thiếu nước và suy nhược cơ thể thôi. Mà khiến chị nặng mấy ngày, kiểu như là chị đã từng là hôn mê, kiểu như là chết đứng ấy, chết gì là chị
chết lâm sàng xỉu xỉu á xỉu rồi xỉu đi là người ta sợ mình chết đi đó, ba mẹ sợ con chết bởi vì ổng lo lắng vậy đó. Hai lúc xỉu hai lần xỉu ở trước đó một lần ổng lại khiêng vô nhà rồi đi vô nước biển nhà người ta xỉu một lần nữa. Ta tưởng ta cung rồi tưởng đâu chết ở nhà người ta, ta cung bác sĩ anh nó cũng làm bác sĩ nữa tưởng chết nhà người ta nữa sợ. Mà trước khi em xỉu là cũng nhớ nữa, sợ chết nhà người ta nó mất công người ta vậy đó. Đúng rồi. Bởi vì chứ kể vô nước biển mình không không sao, nằm còn tiếng hai tiếng gì sợ. Bác sĩ bóp rồi chích thuốc cho nó khỏe lại á, tại vô nước biển á mình yếu quá, bóp tay bóp chân lâu lắm mới tỉnh lại. Mà trong mình em cũng nhớ sợ mất nhà ta, khó nhà ta vậy đó. Tôi có ăn uống được không chị, bệnh như vậy có ăn được chút mà ăn cơm thịt cho sống vậy đó, ăn cháo ăn cơm chút ăn được nhiều rồi ngồi mình ôm thì nhớ kiểu này biết sống được bao lâu. Có khi buồn quá ngồi nhớ ba mẹ. Em có nghe nói là khi mà cái ngày mà cả làng số mình đi qua để tưởng là chị mất rồi. Thấy xỉu rồi. Ông kia vô bà nhà thì khóc. Ông bà thì khóc. Rồi chị thì ngất đi không biết như thế nào. Tiếng hai tiếng không mới tỉnh. Mọi người ai cũng xôn xao là lo chuẩn bị hậu sự đấy. Ta sợ mình mất vậy đó. Người ta chạy lại. Khi mà chị tỉnh dậy thì chị có kể lại cho mọi người nghe là chị gặp cái gì chị? Cái đó mình nằm mơ, đâu có phải gặp gì đâu. Mình nằm buổi tối mình nằm mơ thôi. Tại mình yếu quá mới nằm mơ bậy bạ. Mơ nào kể cho mọi người nghe với. Nằm mơ thì nằm mơ thấy bậy bạ không? Thấy ma, thấy gì không? Muốn lại, nó muốn lại lấy mình gì á. Thì mình đi gặp người mà chết rồi mà người già mà mình hỏi không có trả lời à, kiểu như là lúc đó chị đang đi mơ chị nằm thấy thiếp đi đấy rồi chị thấy những người già mà hỏi không trả lời không trả lời tại mất rồi, già đó là mất rồi người già đó chị biết người già đó không biết quen luôn hả à, đó là bà con á bà con nhá bà con với ông bà ngoại ông bà nội không á bà nội mẹ của ba gặp hết luôn hả gặp chị gặp bao nhiêu người thì gặp mấy người hả mấy người mà bà con của mình thôi mấy người còn mất rồi á mất rồi á bà con của mình thôi đâu phải người ngoài đâu rồi mình thấy mình hỏi chào hỏi vậy đó rồi không có trả lời rồi thức dậy nói với ba mẹ nói người mất rồi không trả lời với mình đâu vậy đó sao em đâu biết đâu nói gì nói sao mẹ gặp người chết rồi sao hỏi không trả lời vậy đó rồi mẹ nói người chết đi không trả lời với mình đâu. Lạ rồi như phong tục ở người kinh em là để quan tài vậy là nó không đi không tốt tại không phải là người Khmer là vậy hết đâu tại tùy theo nhà theo câu chuyện tình huống xảy ra nữa. Thì tại nhà ba ổng làm mà ổng có sợ Vậy còn người ngoài đâu có giống vậy đâu